Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop đến từ nền tảng của sàn Bluebit nhé. Thì với cái dự án này ấy, thì mọi người sẽ là ăn chia là 10.600 cái token ZEE. Thì ở cái dự án này thì bất kể ai tham gia đều có cơ hội để nhận được cái đồng token này nhé. Thì đây là một cái kèo ăn chắc nên mọi người đừng bỏ qua những cái kèo như thế này. Và hiện nay ở trên cái sàn Bluebit thì nó có rất nhiều những cái chương trình airdrop hay và miễn phí nhé. Thì mọi người đăng ký cho mình một tài khoản. Rồi thì để tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người hãy join vào trong nhóm Telegram. Thì ở trong đó thì mình có để các đường link để tham gia vào các kênh mạng xã hội của Bluebit. Thì mọi người sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ. Và sau đó thì mọi người sẽ điền cái UID của Bluebit là hoàn thành nhé, và sau đó chờ đợi việc phân phối. Rồi bây giờ quay trở lại với nhóm này. Ở đây thì mọi người thì tất cả những cái thông tin về sự kiện này mình có để dưới phần mô tả nhé, hoặc mọi người có thể join vào trong nhóm Telegram này. Đó, thì để mọi người làm các nhiệm vụ. Thì đầu tiên, cái nhiệm vụ đầu tiên thì là nhận với cái sự kiện này ấy, thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 và nó sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 9 nhé. Sau đó thì nó sẽ phân phối sau 14 ngày. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì ở cái nhiệm vụ này thì nó sẽ dành cho người đăng ký mới. Đó, thì ở đây thì nếu ai chưa có tài khoản, mọi người có thể đăng ký theo cái đường link mình để đây. Và sau đó là bước 2 là mọi người sẽ KYC và hoàn thành xác minh số điện thoại bước 2 nhé. Video hướng dẫn mình có để ở dưới phần mô tả đây rồi. Rồi đến nhiệm vụ thứ 2, 3, 4. Thì đây là nhiệm vụ dành cho cả người mới và người cũ. Mọi người sẽ lần lượt follow vào các kênh mạng xã hội này. Đầu tiên là sẽ follow vào Telegram của Bluebit này. Thì mọi người sẽ chọn follow này. Sau đó quay trở lại. Tiếp theo là follow vào Twitter. Rồi, mọi người cứ lần lượt theo dõi nhé. Sau đó quay trở về này. Và lần lượt mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube của nó này. Rồi, mọi người sẽ kích chọn đăng ký. Quay trở lại này. Tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh Discord của nó. Đó, thì mọi người sẽ chấp nhận. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ đánh vào xác minh ở những cái dấu tích này cho mình nhé. Là mọi người đã có thể join được vào trong ấy rồi, trong kênh Discord của nó nhé. Rồi quay trở lại này. Tiếp theo. Đây, sau đó thì mọi người sẽ join tiếp vào kênh Telegram của Zero Swap này. Chọn join này, rồi quay trở lại. Join tiếp vào Twitter của nó này. Rồi mọi người kích chọn theo dõi. Sau đó quay trở về. Và cuối cùng mọi người sẽ bấm vào đây để điền form nhé. Rồi thì ở đây thì mọi người sẽ điền form cho mình khi mọi người đã join vào các kênh mạng xã hội. Thì đầu tiên là mọi người sẽ nhập cái UID của cái sàn Bluebit. Thì UID thì mọi người quay trở lại sàn này. Ở cái sàn Bluebit này, nếu như mọi người đăng nhập ở trên app ấy, thì mọi người sẽ dễ copy cái UID hơn nhé. Còn ở trên web thì nó hơi khó một chút. Rồi sau khi đăng nhập vào sàn ở trên web ấy, mọi người bấm vào dấu ba gạch này cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái dòng địa chỉ email mà mọi người đăng ký nhé. Thì đây nó sẽ là cái UID này. Thì ở trên web mọi người sẽ dễ copy hơn. Còn ở trong app thì nó hơi khó. Mọi người chọn chép này. Sau đó thì sẽ quay trở lại cái biểu mẫu. Sau đó mọi người sẽ quay trở lại cái biểu mẫu cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập cái biểu mẫu vào. Ok, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái username của Telegram nhé. Thì cái này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không? Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập username của Twitter này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập username của Discord.
Rồi sau đó chọn nhiếp. Ở dưới này mọi người cũng chọn nhiếp nhé và bấm chọn gửi đi. Rồi như vậy là mọi người đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. Thì bây giờ mọi người quay trở lại cái nhóm Telegram để làm tiếp nhiệm vụ thứ ba nhé. Rồi ở cái nhiệm vụ thứ ba này thì mọi người sẽ nhận được ba cái đồng token ZEE. Đây là nhiệm vụ này là thích này, retweet bài viết của Global đã ghim. Thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link Twitter này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người chọn theo dõi này. Ở đây thì đây chính là cái bài nó đã ghim nhá. Thì mọi người sẽ chọn like này. Sau đó thì sẽ retweet. Ok chưa? Và bây giờ thì mọi người sẽ quay trở lại này. Tiếp tục mọi người sẽ bấm vào mục điền form để điền form này. Rồi, thì ở dưới này vẫn là cái UID của sàn Bluebit. Tiếp theo là username của Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet bài đăng mà mọi người vừa retweet nhé. Đó, thì mọi người quay trở lại Twitter này. Mọi người sẽ bấm vào đây để copy cái đường link. Chọn sao chép này. Sau đó quay trở về này. Và dán cái đường link đó vào đây. Rồi, tiếp theo thì mọi người kéo lên chọn nhiết và chọn gửi. Đó, thì như vậy là đã hoàn thành là ba mục nhé. Và bây giờ đến mục cuối cùng này, mọi người tiếp tục quay trở lại nhóm. Rồi, thì ở cái nhiệm vụ thứ tư này thì nó rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ việc giới thiệu bạn đăng ký mới và nhận 6 token ZE. Như vậy là ok. Thì toàn bộ cái dự án này thì mình đã chia sẻ đến mọi người trong đây. Và mọi người cố gắng làm theo nhé, với những kèo miễn phí như thế này. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.